Được rồi, dậy đi tắm thôi. Gì đây? Không phải tôi bị điện giật trong lúc ngủ chứ? Bây giờ tôi phải làm gì? Không, không được. Cảnh báo, ở đây có nón đẹp đấy. Bạn gặp rắc rối à, Olivia? Tại sao mái tóc xoăn lại khiến đầu bạn cảm giác như to ra gấp đôi? Trời ơi, tôi chỉ muốn đội nón thôi mà. Được rồi, chúng ta hãy xẹp xuống, hãy xẹp xuống. Tôi sẽ thử túm tóc lại. Vật lộn với mũ là có thật mọi người ạ. Tôi thậm chí còn không thể nhìn xuyên qua đám tóc này. Thật không may, những cô gái tóc xoăn thì không thể kết thân với mũ nón. Ôi chúa ơi, vòng đeo tay của tôi hoàn toàn kẹt cứng trong tóc. Tỏ ra bình thường tự nhiên nào. Bạn có để ý rằng tóc xoăn luôn ngoạm lấy mọi thứ. Cho dù là kính mắt hay một chiếc vòng tay, những lọn tóc của bạn như hút mọi thứ vào nó. Và bằng cách nào đó, bạn càng cố gỡ, lại càng rối hơn. Không sao, tôi không sao đâu mọi người. Tôi chỉ có thể cười lâu hơn một chút. Thoát rồi, tôi chỉ vừa nghịch tắc và cười thôi ấy mà. Hãy sắp xếp lại danh sách những việc tôi phải làm trong tuần nào. Ôi, cây bút của tôi đâu rồi? Hả? Ái chà, ai mà biết tôi có bánh quy ở đó. Ngon đấy chứ. À quên mất, còn cây bút. Ôi, nó mắc kẹt trong tóc rồi. Thôi nào. Au, au, au. Phù, cuối cùng tôi cũng lôi ra được. Được rồi, đến đâu rồi nhỉ? Mua thêm bút. Được rồi, báo thức đã được đặt. Cuối cùng cũng có thể đánh một giấc. Wow, có gì khắp trên mặt bạn vậy Lily? Những người đẹp tóc dài biết rằng đôi khi ngủ cũng là một thử thách. Xem tôi nói đúng không? Bởi vì Vicky đang tận hưởng một giấc ngủ sâu mà không có tóc trên mặt. Cứu với, tôi chết chìm trong tóc mất. Phù, tôi thở được rồi. Đúng rồi là thế đó. Ngày mai tôi sẽ gọi cho thợ cắt tóc và lên ngay một cuộc hẹn. Có bao giờ bạn ngồi trước gương và ngắm nghía mái tóc của mình không? Luôn thú vị khi thử nghiệm những kiểu tóc khác nhau để xem kiểu nào hợp với bạn và kiểu nào thì không. Búi tóc dễ thương đấy Lana. À, bạn trông cũng tuyệt mà Vicky. Ái chà, xem cả bím tóc đó kìa. Xem Vicky, xem... vẫn đẹp cô gái. Nếu bạn có mái tóc ngắn, đôi khi có cảm giác như bạn bị mắc kẹt trong chính kiểu tóc đó. Không có búi tóc hay ho và tết tóc được đâu. Vicky, xin lỗi nhé. Wow, Lana, mái tóc dài của bạn thực sự rất linh hoạt. May mắn cho Vicky, tóc ngắn của cô ấy đủ dễ thương để diện mỗi ngày. Không có gì tuyệt hơn được chụp ảnh selfie sau khi vừa làm tóc xong. Wow, đây là kiểu đẹp nhất tôi từng thấy đấy. Ồ vâng. Nhưng đi kèm với mái tóc vừa cắt là một hóa đơn có vẻ nặng. Ồ, và một số có thể nặng hơn những cái khác. Tại sao tóc càng nhiều thì chi phí làm tóc càng đắt đỏ vậy? Lily, bạn có cần vay tiền mặt không? Khoản nợ tín dụng có thể đang tăng, nhưng ít ra bạn trông đẹp tuyệt vời. Wow, đó là giấc mơ tuyệt nhất. Ok, phải thức dậy rồi. 50 cân sô-cô-la này là của tôi sao? Wow! Giấc mơ ngọt ngào thế Sophia! Wow! Ai đó có thể đưa cô ấy một cái lược không? Nếu bạn có mái tóc ngắn, bạn biết việc đầu bù tóc rối vào buổi sáng là có thật. Trông khá là tệ Sophia à? Ái chà, đây có phải là một sàn diễn thời trang? Bởi vì Vicky trông như một siêu mẫu chuyên nghiệp trên đôi giày cao gót đó. Ôi, au! Đáng nhẽ tôi nên phải làm mềm đôi giày này trước khi mang chúng ra đường. Tất cả các cô gái đều biết rằng việc mang một đôi giày cao gót mới mua có cảm giác giống bị tra tấn hơn là thể hiện gu thời trang. Ôi cảm ơn trời một cái ghế. Thật là nhẹ nhõm. Cảm ơn trời cũng may tôi đã mang theo sẵn đôi giày đế bằng này, thay đổi nhanh chóng và dễ dàng. Được rồi, bây giờ có thể thoải mái rồi. Tôi sẽ ném đôi giày cao gót đi. Hãy xem bộ đồ tập đó kìa. Hãy tập thể dục nào cô gái. Thật là một buổi sáng tuyệt vời để chạy bộ. 27, 28, 29. Ồ, đôi giày đẹp quá Sophia. Trời, thậm chí khi đổ mồ hôi bạn trông vẫn tuyệt vời. Vâng, tôi có thể thấy cơ bắp tay đang phình ra rồi. Hoặc là Sophia đã uống 10 tách cà phê sáng nay, hoặc cô ấy có sức mạnh và năng lượng của một siêu anh hùng. Cô ấy vẫn cứ tiếp tục. Wow, Sophia, phải nói rằng hình thể đó là hoàn hảo. Đó chỉ mới là vòng đầu tiên thôi. Tôi làm lại từ đầu đây, thêm 2 vòng nữa. Một khi cơn hứng thú tập luyện của bạn trỗi dậy, không gì có thể ngăn bạn có một buổi tập thể dục tuyệt vời, trừ khi thời tiết không được lý tưởng cho lắm. Trời ơi, trời lạnh quá đi mất. Này, nếu bạn không tập thể dục thì hãy dành 1 giây để đăng ký 123 GO! Nhé. Ôi, cơn chuột rút này là kẻ giết người. Tôi trở về giường đây mọi người. Gương kia ngự ở trên tường, thế gian này đẹp được giường như ta. Chà Amy, bọn tớ hiểu rồi. Hôm nay lớp trang điểm trông tuyệt đấy. Rất tiếc, không như lớp trang điểm, tóc của ấy trông không đẹp lắm vào hôm nay. Ồ, chắc là do mình gội đầu không kỹ nên mới vậy. Được rồi, mình đoán là vẫn đủ thời gian để tắm gội trước bữa tiệc trong 1 giờ nữa. Sắp xong rồi đấy, phần chân tóc đó thực sự cần phải được gội thật kỹ. Ôi không, lớp mascara của cậu trông không được ổn lắm. Trời ơi, mình giống như nhân vật trong phim kinh dị vậy. Không cần phải khóc Amy, hãy quay lại chỉ một vài bước thôi, được không nào? Được rồi, lần tới khi cậu đã trang điểm mắt và phải đi tắm, hãy nhớ mang thiết bị bảo vệ nhé. Bằng cách này, mắt của cậu sẽ không bị tiếp xúc với nước đâu. Trông được đấy cô gái. Đơn giản chỉ cần kéo tóc bạn ra từ bên dưới dây đeo rồi gội như bình thường. Wow, có vẻ như trong đó có rất nhiều hơi nước đấy. Thấy chưa, khỏi lo nước chảy vào mắt nhé. Và khi đã gội đầu xong, hãy tháo cặp kính bơi ra. Nhìn kìa, lớp trang điểm vẫn hoàn hảo. Giờ thì mình chỉ cần sấy khô tóc rồi sẵn sàng cho bữa tiệc. Mang quần áo đi nào, cậu sẽ bị trễ đấy. Đối với rất nhiều người, việc đi xe êm ái sẽ khiến họ rơi vào giấc ngủ ngay lập tức. Vâng, Emily đây chắc chắn là một trong số những người đó. Nếu đã từng ngủ gật trong xe trước đây, bạn biết là nó sẽ gây đau cổ như thế nào. Đợi một chút, có thể chiếc khăn này sẽ giúp giữ thẳng đầu mình. Giờ thì trải chiếc khăn ra để nó che kín toàn bộ mặt bạn. Wow, xem kìa, mình phải chụp một pose để cho bạn bè xem mới được. Mình sẽ đăng nó rồi gắn thẻ #cô gái quàng khăn. Này, ít nhất thì mặt cậu đã bị che phải không? Mọi cô gái đều biết rằng khi sửa soạn, việc xử lý mái tóc là một trong những thử thách đầu tiên trong ngày. Được rồi, cùng uốn tóc nào. Bắt đầu với phía trước, nghĩ hay đấy Amy. Tôi tự hỏi liệu hôm nay tôi có nên mặc chiếc váy mới đó không? Ái chà, hình như dòng điện đó vừa làm tóc cho Amy kìa. Amy, tóc của cậu. Không sao đâu Amy, có cách để chúng ta khắc phục điều này. Chiếc tóc cũ này có giúp ích gì không? Thật ra là có đấy. Đầu tiên lấy một nhúm tóc và tách nó ra khỏi phần còn lại. Bây giờ buộc chiếc tất vào giữa nhúm tóc vừa rồi. Đảm bảo là nó được buộc chặt nhé. Bây giờ cuốn phần còn lại của nhúm tóc quanh thứ đồ treo lủng lẳng đó. Dễ đúng không? Khi bạn xuống đến chân tóc, buộc nó lại bằng một sợi thun. Khi bạn xong cả hai bên là hoàn thành rồi đấy. Giờ thì phải chờ đợi nữa thôi. Không biết bạn muốn tóc xoăn tới mức độ nào, nhưng để khoảng 1 giờ là đủ. Được rồi, hãy cùng xem phép màu nào. Tôi nghĩ thế, hay là làm xoăn bằng tất cũng đẹp như làm bằng máy vậy. Đừng lo lắng Amy, tôi mang bình cứu. Ô, trà có vẻ tạo kiểu tóc dễ dàng hơn rất nhiều rồi, phải không các quý cô?